quay trở lại với kênh học tiếng Cơ Tu cùng với Công 92. Bài học hôm nay chúng ta sẽ sang bài 21, Tân Nên Văn Niên. Tân Nên tức là các cái hoạt động hoặc là công việc, Văn Niên là của bé, Văn Niên là những đứa trẻ nhỏ là của bé. Ở đây có các hoạt động như sau. Yurda là dậy sớm. Yurda là dậy sớm. Rửa mọc mặt là rửa mặt. Lập tử nùm và lệch là sắp xếp chăn màn. Lập tử nùm và lệch, sắp xếp chăn màn. Chi cha là ăn cơm. Chi cha là ăn cơm. Âm đạc là uống nước. Từ uống nước này ở một số vùng nó có thể là im đạc hoặc là âm đạc, đều cùng một cách hiểu là uống nước. Và khi các bạn sử dụng bất kỳ cái âm nào, âm đạc là im đạc, âm đạc thì mọi người đều có thể hiểu. Tiếp theo đó là từ vôi học, tức là đi học. Có một số vùng họ sẽ nói là lượt học hoặc là vôi học. Vôi và lượt là hai cái động từ, chỉ đó là động từ đi. Vôi học, lượt học tức là đi học. Tiếp theo, si rạ ba an là viết bài. Si rạ ba an là viết bài. Hâm buôn là tắm rửa. Và bệnh đa là ngủ sớm. Trên đây là một số từ vựng về các hoạt động trong ngày của bé, ở đây dành cho các bé mầm non. Ngoài ra có một số bé lớn hơn thì có thể phụ giúp công việc như là quét nhà thì đó là bị đông, hoặc là rửa chén dĩa thì đó là ca sa tia chen đó. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa cả các từ vựng trong bài học hôm nay. Yurda là dậy sớm. Rửa mọc mặt là rửa mặt. Lap tunum palek là sắp xếp chăn màn. Chi cha là ăn cơm. Âm đạc là uống nước. Vôi học là đi học hoặc là lượt học. Siratpaar là viết bài. Hambuot là tắm rửa. Và bekda là ngủ sớm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng các bạn yêu thích kênh sẽ chia sẻ và đăng ký ủng hộ mình trong các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Chẳng ai mắn chờ ham tình cô.